thâm trong mặt đó thì nhìn rồi cái thâm này á 6 tháng tới 1 năm nó sẽ mờ đi nha. Rồi giờ về hạn chế thả đông giùm bác nha. Mặc áo ngực và áo bờ ra gì đó nha. Vậy thôi, đẹp mà mới 2 tháng mà mềm rồi đẹp. Vâng, 2 tháng chứ ra 1 tháng thì cháu thấy mềm dần okay. Nhưng mà sao cứ lật qua bên này túi nó chạy đi xem. Đúng rồi, giờ bác nói nè. Nghĩa là cái túi mình đặt vô, nó không phải là bác dán dính vô. Cái túi đây đặt vô cơ thể mình nó sẽ có một cái bao ôm sát cái túi này luôn. Thì cái túi này, cái bao đó nó sẽ dính vô cái mô của mình. Nếu mà cái mô của mình nó lỏng lẻo thì nó sẽ chạy tới chạy lui. Còn cái nếu mà cái người nào mà cái cơ của mình nó săn chắc thì nó giữ lại yên đó. Đương nhiên nằm nó sẽ chạy ra hai bên rồi. Nhưng bởi vì bác mới tư vấn mình từ đầu á là mình mặc áo khi ngủ mới thôi, để nó sẽ giãn hai cái cơ hai bên này nè. Là càng ngày nó sẽ càng chạy ra, khe nó càng ngày nó càng hở ra. Nguyên tắc khi vô cơ thể bất cứ một vật lạ nào nó cũng có một cái bao ôm sát cái vật lạ đó, cái bao đó mới dính vô cái mô của mình, mà cái mô của người nào săn chắc thì nó ít cái di chuyển, còn cái mô nào mà nó lỏng lẻo thì nó sẽ di chuyển nhiều nhé. Yeah. Ok, đã cháu đang bảo là xong 300 con bé rồi bây giờ. Ôi trời ơi, muốn xỉu luôn á, ở đó mà. Rồi, không có bé đâu. Nhưng mà còn xuống nữa không? Sau 6 tháng nó còn xuống nữa không? Theo thời gian nó sẽ sệ. Không phải, ý là cháu bảo nó có teo bé đi không? Bé đi không hay là nó vẫn như này, nếu mà như này thì... Có teo tí thôi, không teo nhiều nữa. Vậy thôi. Thì cháu xài 10 năm, cháu đổi size to. Rồi nha.